Rồi, chào anh em. Thì sáng hôm nay mời anh em chiêm ngưỡng một cái cây mai dao riêng và giao lưu. Cây rất là đẹp. Cây tàn rất là đẹp mắt. Nhìn nó rất là ưa mắt nha anh em. Tứ diện rất là đều. Anh em nhìn xa xa cũng thấy đọt non nó đang ra một vài đọt non. Đó. Cái thông số cây này là cao là một mét nha anh em. Tàn ngang thì cũng 1 mét luôn. Cây này thì hoành thân là 15, đế thì 40. Đế rất là già. Đồng cuồng xưa nha anh em. Đồng cuồng xưa rất đẹp. Cây thành phẩm hoàn hảo. Đấy, bộ đế đó nè, anh em chập cái tay vô anh em biết à. Cây già nuôi lâu năm nó mới cộm những bộ đế như thế này. Hay những cái tược nó mọc sung quá, nó mọc lên rễ này. Cái này là mình bấm rất là nhiều lần rồi nè anh em. Bấm nhiều lần rồi mà nó cứ nứt mấy cái tược non lên luôn. Cây quét sung. Rất già nè. Qua mặt bên kia. Chi tây là chuẩn hết nha nè, không có lỗi. Lá lấy thì dày, xanh, đậm. Cây nói chung là đầy đủ dưỡng chất thì đọt non nó ra nó không có bị héo nha anh em, không bị héo đọt. Cây của mình nuôi đầy đủ dưỡng chất nên là những cái đọt non nó ra nó không bị héo. Chứ mà nuôi không đủ chất là nó thiếu canxi, nó thiếu bo rồi anh em. Thì nên canxi với bo là hai cái hàm lượng chất để mà cứng cáp cái bộ lá nha anh em. Bổ sung chất để cứng cáp bộ lá mình không có thì nó sẽ sụ đọt non nha anh em. Một số anh em gặp tình trạng sụ đột non là do thiếu canxi bo. Cây của mình thì hiện tại giờ nắng nè anh em, nắng rất là ghét. Giờ cũng là mình quay là cũng là thời điểm này giờ là 10 giờ rồi nha anh em, 10 giờ kém. Nhưng mà bộ lá không có biểu hiện là suy hao nha anh em, rất là mạnh cây. Anh em nào có hộp nhãn thì liên hệ mình để mà chốt cái này. Cái hiện tại đang nằm trong chậu men 50. Đặc tàn hết nha anh em. Cây này về anh em khỏe lắm. Cứ chặn ngọn chơi thôi, không có uống sữa gì nữa. Tại cây nó già lâu năm rồi. Rồi, chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em những clip sau.